Xin được mến chào tất cả quý vị khán giả. Chúng ta đang theo dõi series những sản phẩm âm nhạc của Jack Long và Tuyết Nhung. Và có thể nói rằng là vừa rồi thì với dịp Tết, Jack Long và Tuyết Nhung ra rất là nhiều sản phẩm và được khán giả đón nhận. Và chính vì vậy, ngày hôm nay chúng ta lại tiếp tục có những series này để có thể là cùng trò chuyện cùng với Tuyết Nhung, Jack Long. Và bên cạnh đó là chúng ta được thưởng thức các tiết mục âm nhạc. Và bây giờ thì đang có thấy là trên tay của Tuyết Nhung có một cái rổ đậu đắng ha. Không biết là mình có hàm ý gì khi mà mình mang cái rổ đậu đắng vô chương trình ngày hôm nay không ạ? Thực sự ra là ca khúc ngày hôm nay thì em và anh Jack Long sẽ muốn gửi đến tất cả quý vị một bài hát liên quan tới rau đắng. Nhưng mà trước khi nghe hát là mình thấy mình thèm rau đắng lắm. Đúng rồi, thèm thiệt luôn. Được rồi, mình ghi hình đó, mình có nghe tiếng gà nữa. Không biết là con gà hôm nay nó còn đang không ta? Chắc nó ngủ rồi. Nó ngủ rồi. Con gà mà với cái rổ rau đắng này nó có được một cái món nào đó mà nó hấp dẫn không ta? Sau cái show này mình làm luôn nha. Chắc không quá à. Tội nghiệp. Ok, quay trở lại với rau đắng. Không biết là rau đắng có kỷ niệm gì với Tuyết Nhung không? Không có anh ơi. Bồi hồi quá không nhớ đúng không? Không nhớ. Còn với Jack Long thì như thế nào? Thật sự thì Long thì Long biết rau đắng thì mình hay ăn với cháo, với bún mắm đồ. Nhưng mà thật sự Long không biết ăn rau đắng. Không biết ăn rau đắng nhưng mà ăn chung với các món ăn khác thì được. Không ăn. À không luôn. Dạ đúng em rồi. Em thì được. Còn Tuyết Nhung thì ăn được. Còn Khương thì Khương biết tới rau đắng thông qua bài hát trước khi ăn rau đắng. Có nghĩa là ngày xưa thì nghe những cái ca khúc như là Còn thương rau đắng mọc sau hè đó, đó là nghe rất là nhiều và biết thông qua bài hát trước khi mà ăn. Ngày hôm nay thì mang đến chuỗi series của chúng ta cũng sẽ có một ca khúc liên quan đến rau đắng. Đó chính là Rau đắng tình xa, một sáng tác của Lâm Hoàng. Và ngay lúc này xin được mời tất cả quý vị cùng thưởng thức. Chua phèn làm lũ cánh đồng khô. Anh xa em để em sầu thương nhớ. Rau đắng hai mùa qua năm tháng chờ trong. Qua mai vàng anh sẽ về thăm em. Cơm canh chiều rau đắng mình bên nhau. Anh yêu em dấu cho đồng khô cháy. Rau đắng hai mùa đôi lứa mình bên nhau. Em yêu ơi ở phương trời xa vắng, tình yêu em anh thương nhớ muôn vàng. Anh yêu ơi dấu cho chờ thương nhớ, tình yêu anh em mới đợi trông chờ. Thương anh nhiều rau đắng tình trong trăng, chung câu thề ta giữ trọn tình yêu. Nơi phương xa thủy chung tình đôi lứa, rau đắng quê nhà ta giữ trọn tình xa. Lời tình quê tha thiết, luôn giữ câu thề. Cho dù cách xa ngàn phương, những yêu thương còn thắm mãi mãi không nhạt nhòa. Dù xa nhau vẫn đợi chờ nhau, ta ước mơ thắm duyên trầu cao. Yêu muôn đời sắc son chung thủy người ơi. Qua mai vàng anh sẽ về thăm em. Cơm canh chiều rau đắng mình bên nhau.
anh yêu em giấu cho đồng khô cháy. Rau đắng hai mùa đôi lứa mình bên em yêu ơi. Ở phương trời xa vắng tình yêu em anh thương nhớ muôn vàn. Anh yêu ơi giấu cho chờ thương nhớ tình yêu anh em mới đợi trông chờ. Thương anh nhiều ráo đắng tình trong trăng chúng câu thề ta giữ trọn tình yêu. Nơi phương xa thủy chung tình đôi lứa ráo đắng quê nhà ta giữ trọn tình xa. Nơi phương xa thủy chung tình đôi lứa ráo đắng quê nhà ta giữ trọn tình xa. Quý khán giả thân mến, và vừa rồi chúng ta cũng đã được thưởng thức Rau đắng tình xa được thể hiện bởi Trác Long và Tuyết Nhung. Hát xong thì thấy làm sao? Rất là đã đúng không? Còn Long đã thì đúng không? Long hát xong á là Long muốn ăn thử rau đắng. Ăn thử rau đắng hả? Thử đi nha. Còn ngủ nha. Nhưng mà tại vì lần nào Long ăn Long cũng thấy nó đắng, mặc dù là khổ qua Long ăn được. Nhưng mà cái rau đắng thì Long lại không có thích ăn. Thật ra thì Đăng Cương thấy là nó là một trong những loại thực phẩm khá là tốt cho sức khỏe, nó giúp cho mình mát cơ thể. Nhưng mà nhắc rau đắng thì mình nhớ về miền Tây đúng không? Mình nhớ về miền Tây, mình nhớ về cảnh sân vườn mà trồng rất là nhiều các loại rau khác nhau. Người ta hay gọi là rau tập tàn đó. Dạ. Rau tập tàn. Rau tập tàn có nghĩa là nhiều rau nó mọc nó đan xen nhau trong đó rồi mình cứ ra mình hái rồi mình mang vô mình ăn thôi. Nói về miền Tây thì không biết là Trác Long với Tuyết Nhung đã đi hết tất cả các tỉnh miền Tây chưa? Chắc là Long thì chưa. Chắc không hết đâu, nhưng mà em đi cũng rất là nhiều. Đi rất là nhiều. Và có bao giờ mà mình cảm thấy là những cái lời bài hát về những cô gái đẹp ở các tỉnh miền Tây á, mà mình đến tận cái nơi đó mình xác nhận là gái ở đây đẹp thật, có bao giờ chưa? Cụ thể là cái tỉnh nào mình có bao giờ mình đến mình xác nhận chưa? Thì Long thì Long chỉ nghe là gái miền Tây má đỏ hay thì Long nghĩ là má đỏ là chắc là do nắng á. Do là làm đúng, nhiều đúng rồi không? Long thì Long nghĩ vậy, nhưng mà thật sự thì Long là người miền Tây cho nên Long cũng sẽ bên con gái miền Tây, thật sự rất là đẹp và dễ thương. Thật ra Khương thấy là có rất là nhiều những nét đẹp của người con gái miền Tây gắn liền với tên của các địa danh luôn. Ngày hôm nay chúng tôi cũng sẽ có một ca khúc liên quan đến một tỉnh miền Tây, đó chính là Hậu Giang, và đó chính là ca khúc Tình Đẹp Hậu Giang, một sáng tác của Trần Thiện Thanh. Xin được mời tất cả quý vị khán giả chúng ta cùng thưởng thức. Chắc tại em ở cái răng nên hàm răng em trắng đẹp. Vậy chứ anh không có lại gần á, sao biết áo em thơm rơm nè. Chứ không biết không ưa, làm sao người ta dám tỏ tường, thì làm sao về Phụng Hiệp. Làm sao về Phụng Hiệp, hai đứa mình lứa đôi. Mình cũng thương nhau như những người thương nhau, mình cũng xôn xao khi nắm tay lần đầu, mình cũng ước ao cho dài thương mến nhau. Mình cũng xa nhau cho tâm tình thương đau, trời nước năm xưa lên gió mưa ở trong lòng, biển núi ngăn sông
chờ mong. Anh thương em là thương biết mấy cho vừa, tại trời trời làm mưa, tại mây theo gió cứ đông đưa. Thương em dẫu xa chính ai quan sâu, dẫu mười là mười biệt sâu, dẫu trăm năm nữa cứ mưa ngâu. Xa bến nước Ô Môn thiếu trăng vàng lòng mi, tình vẫn không phai mà đời còn muôn làm con sông nhảy nhảy xô lên tình đẹp buổi xuân. Anh cùng em xin giữ cho bờ đẹp như bông lúa, chính con sông phù sa thơm phớt như áo mặc thơm mùi sơn, cho tình là tình mong manh ơi, tình theo con nước lớn, cho tình là tình thêm xanh ơi, tình duyên em với anh. Tình đẹp hậu giang anh cùng em xin giữ cho bờ, đẹp như bông lúa, chính con sông phù sa thơm phớt như áo mặc thơm mùi sớm, cho tình là tình mong manh ơi, tình theo con nước lớn, cho tình là tình thêm xanh ơi, tình duyên em với quý vị thân mến. Và vừa rồi chúng ta cũng đã được thưởng thức nhạc phẩm được mang tên Tình đẹp Hậu Giang. Và bây giờ quay trở lại với câu chuyện của Trác Long, Tuyết Nhung và với Đăng Khương ngày hôm nay. Khi mà về miền Tây rồi, thấy miền Tây làm sao Tuyết Nhung? Mình là người Sài Gòn đúng không? Mình dạ, thấy miền Tây em sao? Là người... Ôi, Củ Chi có phải là Củ Sài Chi, Gòn anh? Là người Sài Gòn. Củ Chi là miền Đông. Miền Đông. Ở miền Đông. Thì cũng còn Sài Gòn. Vậy thì về miền Tây thấy làm sao?
thấy không có lời nào để nói không đúng không? Không có lời nào để nói. Thấy tuyệt vời quá đúng không? Dạ. Đây, trai miền Tây kế bên. À không, hai người con trai, hai người con trai miền Tây ngồi hai bên. À vậy hả? Anh quê ở đâu? Tiền Giang. Còn đây là Châu Đốc. Châu Đốc. Đó, thấy sao? Thấy rất hai người con trai hai bên thấy như thế nào? Rất là chất phác. Chất phác. Hiền lành. Hiền lành. Nhưng mà sau đó thì không biết. Sau đó thì cái này thấy hiền lành thôi. Thật ra thì có rất là nhiều những người họ ca ngợi về tính cách của người miền Tây. Bởi vì đơn giản thôi, môi trường sống của người miền Tây thì nó rất là dễ chịu, khí hậu ôn hòa, cho nên là tính cách họ cũng rất là phóng khoáng. Với Jack Long thì không biết là ở dưới An Giang mình á, thường á là mình nấu ăn á, bà con mình có hay cho nhau không? À, cái đó thì hồi xưa là có. Có đúng không? Dạ đúng, hồi xưa thì vào những cái dịp đám giỗ nè, thì khi mà nấu xong đúng không, rồi sẽ cho người này người kia, cho bà con. Hoặc là ở dưới quê Long thì nhà của Long hiện tại luôn là vào cái dịp ngày rằm. Ngày rằm thì nhà của Long có nấu một cái nồi kiểm. Nồi kiểm? Bạn có em biết kiểm, em biết cái kiểm đó. Ừ. Kiểm nó giống như là chè bà ba, nó sẽ có khoai lang, khoai... Đó. Đúng em rồi. Em thích cái đó lắm. Đó, mít rồi tất cả trộn lại xong sau đó nấu một nồi bự, rồi bắt đầu cái nhà của Long sẽ đem đi cho bà con mỗi người một bịch vậy đó. Ừ. Có nghĩa là khi mà nhà mình mà có nấu ăn á, mà nấu nhiều á là sẽ cho khắp xóm luôn. Đó là tính cách của người miền Tây đó. Hay đã không? Giờ có hai người con trai miền Tây kế bên rồi, có muốn làm dâu xứ lạ không? Miền Tây. Ai ngại quá à. Mời quý vị thân mến, ngay lúc này chúng ta sẽ tiếp tục đến với một nhạc phẩm tiếp theo được mang tên Làm Dâu Xứ Lạ, một sáng tác của Vinh Sử, và xin được mời tất cả quý vị cùng thưởng thức. Cô dâu xứ lạ, bao nhiêu ân tình giờ tim vỡ theo tim. Đường hoa em đi, mưa chiều dưng đổ, ngỡ mưa trong lòng anh có vui đâu. Thôi em theo chồng vui trốn đi kỷ niệm. Giờ giữ anh thương đau. Đường em đi, anh đường anh cô lẻ. Bởi không duyên trời, đôi ngả chia ly. Anh ơi, tình chỉ đẹp tình giang dở. Em ơi, đời mắt vui tình vẹn câu thề, đừng tiếc thương chi tình yêu đã mất. Thôi em theo chồng cành hoa xin trả lại. Hoa xưa phai màu là hoa vỡ yêu đương. Dù cho hôm nay duyên mình mang dáng dở, vẫn thương trong đời, thương mãi nhau thôi. Cô dâu xứ lạ, bao nhiêu ân tình giờ tim vỡ theo tim. Đường
hoa em đi, mưa chiều dưng dưng đổ, ngỡ mưa trong lòng anh có vui đâu. Thôi em theo chồng vui trốn đi kỷ niệm, tìm yêu hôm nào giờ giữ anh thương đâu. Đường em đi, anh đường anh cô lẻ, bởi không duyên trời đôi ngả chia ly. Anh ơi tình chỉ đẹp khi tình giang dở. Em ơi đời mất vui tình vẹn câu thề, đừng tiếc thương chi tình yêu đã mất. Thôi em theo chồng cành hoa xin trả lại, hoa xưa phai màu là hoa vỡ yêu đương. Dù cho hôm nay duyên mình mang dáng dở, vẫn thương trong đời thương mãi nhau thôi. Dù cho hôm nay duyên mình mang dáng dở, vẫn thương trong đời thương mãi nhau. Quý vị thân mến, và chúng ta cũng đã được lắng nghe ba nhạc phẩm được thể hiện bởi Jack Long cũng như Tuyết Nhung. Và chúng tôi rất hy vọng rằng chúng ta sẽ còn được đồng hành cùng với nhau nhiều hơn nữa tại các số phát sóng tiếp theo của Jack Long và Tuyết Nhung. Trước khi khép lại chương trình ngày hôm nay thì xin được mời Jack Long và Tuyết Nhung chúng ta sẽ gửi lời chào đến với các vị khán giả đang theo dõi nhé. Xin mời Jack Long. Và Jack Long gửi một lời chào cũng như là một lời cảm ơn đến tất cả quý vị khán giả đã ủng hộ tiếng hát của Long và tiếng hát của em Nhung nữa. Jack Long xin gửi lời cảm ơn đến tất cả quý vị đã ủng hộ tiếng hát của Jack Long trong suốt thời gian qua. Và thứ hai nữa là Jack Long xin gửi đến lời cảm ơn đến em Tuyết Nhung đã có lời ngỏ ý đến Jack Long để hai anh em có những bài hát song ca thật là hay để gửi đến cho tất cả quý vị. Và Jack Long mong rằng tất cả quý vị trong thời gian sắp tới sẽ đón nhận tiếng hát của Jack Long, em Nhung cũng như là bạn MC Đăng rất Khương là dễ thương. Dạ, yeah, cũng hy vọng là sẽ gặp lại tất cả quý vị khán giả. Còn với Tuyết Nhung thì như thế nào? Mình có những lời chào như thế nào gửi cho các chị? Dạ, đầu tiên thì em Tuyết Nhung xin cảm ơn tất cả quý vị đã ủng hộ tiếng hát của anh Jack Long và cũng như là Tuyết Nhung. Thì rất là cảm ơn anh Jack Long đã nhận lời mời của em Tuyết Nhung. Và không, em không biết nói gì hơn, chân thành cảm ơn tất cả quý vị khán giả. Và mong là quý vị sẽ luôn ủng hộ sản phẩm của em cũng như là của anh Long và hai tụi em. Và bạn Đăng Khương. Đăng Khương, dạ, MC Đăng Khương. Ok, cảm ơn Tuyết Nhung, cảm ơn Jack Long. Và chúng tôi cũng xin được gửi lời cảm ơn đến với band nhạc đã giúp cho những video âm nhạc ngày hôm nay rất là hoàn hảo, rất là tuyệt vời với những giai điệu rất bắt tay. Và bên cạnh đó thì chúng tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn đến với ekip thực hiện chương trình ngày hôm nay đã cho chúng ta những sản phẩm như thế này. Hy vọng rằng chúng ta sẽ còn gặp lại nhau trong những tác phẩm âm nhạc tiếp theo của Jack Long và Tuyết Nhung. Và nếu như quý vị khán giả chúng ta cảm thấy những sản phẩm âm nhạc này như thế nào, chúng ta cảm nhận ra sao, chúng ta hãy để lại bình luận tại video ngày hôm nay nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị.